Tôi là Tú để hóa từ kinh tế đô thị ạ. Tôi có một câu hỏi là trong thời gian U22 tập mà tại VFF vừa qua thì có sự xuất hiện của ông ở đó. Vậy ông có sự trao đổi như thế nào hay là có sự liên tương tác như nào hay là hỗ trợ nhau với huấn luyện viên Park Hang-seo hay không ạ? Cảm ơn. Nếu mà các anh nhìn vào cái lứa tuổi tập trung đối với đội tuyển U22 của ông Park Hang-seo và đội tuyển U19 là lứa tuổi 2001-2002 của tôi thì về tuổi thì các anh có thể nhận thấy được là trong toàn bộ số cầu thủ tập trung tại liên đoàn cả hai đội khoảng 70 đến 80 em. Trong 2 ngày vừa qua thì 80% số lượng cầu thủ này tôi tin là sẽ đại diện là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam để tham dự chiến dịch World Cup 2026. Tất nhiên là tôi có quen ông Park cùng thành viên ban huấn luyện của trong đội tuyển quốc gia và chúng tôi có dành thời gian trao đổi với nhau về chuyên môn trong những giờ giải lao, trong giờ ăn trưa với nhau và chúng tôi dành cho nhau cái sự tôn trọng. Bản thân tôi thì tôi rất là hạnh phúc khi được làm việc và được trao đổi với ông Park và những cộng sự. Trong thời gian ở liên đoàn thì tôi có trao đổi với ông Park về cái khả năng tổ chức một trận giao hữu giữa đội tuyển U22 và đội tuyển U19. Nhưng rất là tiếc là đội tuyển U22 thì đã lên một cái kế hoạch chuyên môn cho riêng của mình rồi. Tuy nhiên thì giữa tôi và ông Park, mặc dù là trách nhiệm của chúng tôi là khác nhau, ông Park làm đội tuyển và U22, tôi thì làm U19, nhưng mà cả hai chúng tôi thì đều có chung một cái mục tiêu, đấy là giúp đỡ bóng đá Việt Nam phát triển hơn và cùng hướng tới một cái mục tiêu chung, đấy là World Cup 2026. Toward to the same process to develop football in Vietnam, and with a different responsibility. Me with under 19 and Park Hang-seo for the national team A and the under 22 national team. Xin giới thiệu, tôi là Bảo Ngọc của bên tạp chí điện tử Zing ạ. Thì xin hỏi ông Chu Dê một câu. Ở cái giai đoạn hiện nay thì bây giờ giải U19 Đông Nam Á, cái giải đấu mà vốn mà được coi là cái sân chơi để cho ông thử sức ấy, thì đã bị hủy rồi. Thì bây giờ trong cái thời gian tới thì ông có cái kế hoạch nào để cho gọi là tìm những cái đối thủ để làm quân xanh để cho đội kiểu như là để kiểm tra đánh giá làm thế nào để mình làm được cái đấy, với cả cái thứ hai nữa là các cái đối thủ cùng bảng của Việt Nam ở cái giải U19 châu Á này thì đội tuyển U19 Việt Nam mình đã có cái cách nào để mình tìm kiếm thông tin, làm thế nào để mình biết họ đang làm gì, họ đang chuẩn bị như thế nào không ạ? Đương nhiên là với tình hình dịch bệnh thì cái kế hoạch chuyên môn mà chúng tôi xây dựng từ đầu năm thì gần như đã hoàn toàn phá sản. Sau đó thì với tình hình dịch bệnh thì các trận đấu thuộc các giải đấu thuộc hệ thống chuyên nghiệp ngoài chuyên nghiệp, đặc biệt là giải hạng nhì quốc gia thì cũng phải tạm hoãn. Và đương nhiên là khi các giải đấu tạm hoãn như vậy thì các câu lạc bộ cũng gần như ngừng hoạt động và chỉ tập duy trì thôi. Với tôi thì nền tảng của một đội tuyển mạnh thì đến từ hoạt động của câu lạc bộ. Chỉ khi các câu lạc bộ mạnh, chúng ta có một giải đấu vững chắc thì thật sự là chúng ta mới có thể có một đội tuyển chất lượng. Đương nhiên là với tình cảnh như hiện tại thì chúng tôi phải tìm kiếm phương án thay thế để chuẩn bị cho đội. Nhưng tất nhiên là cũng không dễ để có thể lên được một kế hoạch chắc chắn ở thời điểm hiện tại, trong khi chúng ta chỉ còn độ khoảng hơn một tháng nữa thôi là giải U19 châu Á bắt đầu. Thì với cái tình hình dịch bệnh thì gần như 60% cầu thủ tập trung vào đợt lần này là đã không tập luyện trong khoảng 10 ngày qua khi mà các câu lạc bộ cho các em về nghỉ. Khi mà như vậy, với cái giải đấu đến cận kề thì nhiều khả năng chúng tôi sẽ đề xuất một cái đợt tập trung dài hạn để làm thế nào tập trung lực lượng tốt nhất cho đội tuyển. Nhưng mà cũng không hề dễ dàng bởi vì liên đoàn ở phòng thi đấu của đội tuyển cũng có một cái kế hoạch là tái khởi động các giải đấu, trong đó có giải hạng nhì vào khoảng giữa tháng 9 tới. Tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có một cái quyết định chắc chắn nào được đưa ra cả. Nhưng tất nhiên đây là một vấn đề mà tất cả chúng tôi đang ngồi bàn bạc cân nhắc với nhau để xem ưu tiên là gì. Đương nhiên với tôi thì đương nhiên cái ưu tiên là đội tuyển quốc gia, bởi vì chúng tôi đang chuẩn bị cho giải đấu ở cấp độ châu Á và giải đấu này thì sẽ lựa chọn các đội tuyển để tham dự giải FIFA U20 World Cup sau đó. That we have to think seriously. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.